những tưởng việc ảo tưởng rằng người khác cũng thích mình chỉ qua vài cử chỉ đơn giản là sự nhầm lẫn về tình yêu. Nhưng không, đây đích thị là một loại hội chứng tâm thần có thể dẫn đến những hậu quả đáng sợ. Erotomania là gì? Năm 1921, bác sĩ tâm thần người Pháp Catan Catien Jacques Rambon lần đầu đưa ra thuật ngữ erotomania, dùng để gọi một loại hội chứng khiến người mắc bệnh hoang tưởng rằng những người có địa vị xã hội, chính trị hoặc kinh tế cao hơn đang yêu họ, và họ cũng yêu những người này say đắm. Hội chứng này còn có một cái tên khác là hội chứng Jacques Rambon, theo tên vị bác sĩ đã tìm ra căn bệnh. Theo lý thuyết, đây là một hội chứng tâm thần hiếm gặp, thế nhưng thực tế cho thấy có không ít người mắc phải vấn đề về ảo tưởng tình yêu, chỉ là nó nặng hay nhẹ mà thôi. Hội chứng Erotomania ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống của người bệnh và cả những người xung quanh. Từ những ngộ nhận về tình yêu, họ tự tổn thương mình và tổn thương cả những người khác. Bản chất của Erotomania là sự hoang tưởng, ảo tưởng. Trong hầu hết các trường hợp, những đối tượng mà người bệnh có tình cảm gần như không biết họ là ai, chưa từng gặp mặt hay tiếp xúc trực tiếp. Một số trường hợp khác có tiếp xúc nhưng không thân. Tuy nhiên, não bộ của những người mắc chứng bệnh này vẫn tạo ra những ảo tưởng, những ký ức giả khiến người bệnh tin rằng cả hai đều yêu nhau mãnh liệt. Tình cảm mãnh liệt này đôi khi kích động người bệnh cố liên lạc, gửi tin nhắn, quà cáp, thậm chí là đột nhập nhà cửa, làm những chuyện không ngờ chỉ để gây sự chú ý với người mình yêu. Erotomania có sự liên kết với các tình trạng sức khỏe tâm thần khác liên quan đến ảo tưởng hoặc hành vi hưng cảm. Những trường hợp mắc bệnh Erotomania nổi tiếng thế giới Justin Bieber từng suýt bị ám sát khi một bệnh nhân mắc chứng Erotomania điên cuồng vì mình. Bởi vì là một loại ảo tưởng rằng những người nổi tiếng có địa vị xã hội yêu mình. Vì vậy các ngôi sao nổi tiếng thỉnh thoảng cũng là nạn nhân của các bệnh nhân Erotomania. Trong đó, Justin Bieber là một trong những nghệ sĩ bị bệnh nhân mắc căn bệnh này ảnh hưởng trực tiếp. Vụ việc xảy ra vào năm 2012, khi một người đàn ông tên Dainer Martin bị ám ảnh bởi Justin Bieber. Martin phát điên lên với những bài hát của anh chàng, hoang tưởng rằng cả hai yêu nhau và còn xăm cả hình Justin lên chân mình. Bên cạnh đó, người này liên tục gửi thư cho nam ca sĩ. Tức giận vì không được hồi âm và cho rằng mình bị phản bội, Martin lên kế hoạch giết Bieber cùng hai đồng bọn trong một buổi diễn, nhưng rồi kế hoạch đổ bể khi anh chàng tự đi đầu thú. Video liên quan Tổng thống Hoa Kỳ thứ 40, ông Ronald Reagan bị một bệnh nhân Erotomania ám sát để gây chú ý với một nữ diễn viên. Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ thứ 40, ông Ronald Reagan cũng là một nạn nhân tai bay vạ gió của một nạn nhân mắc chứng bệnh này. Theo đó, vào ngày 30 tháng 3 năm 1981, khi vị tổng thống này vừa rời khách sạn Hilton tại Washington và vẫy tay chào mọi người, thì tiếng súng vang lên. Ông Ronald Reagan bị ám sát với một vết thương vào ngực. Ngay lập tức, tổng thống được đưa đi chữa trị và may mắn sống sót. Sau khi bắt được hung thủ là John Hinckley, một chàng trai trẻ 25 tuổi từng theo học ở Đại học Texas State University, người ta bất ngờ khi động cơ ám sát tổng thống không phải vì lý do chính trị, mà đơn giản là anh chàng muốn nữ diễn viên Jodie Foster phải chú ý và nhớ tên mình. Anh muốn trở nên nổi tiếng để xứng với người con gái mà anh yêu. Nữ diễn viên Jodie Foster bức thư John Hinckley gửi cho cô. Trước ngày ám sát, John gửi một bức tâm thư cho Châu đi với nội dung: anh làm điều này bởi anh không thể chờ lâu hơn nữa để gây ấn tượng với em. Phải làm điều gì đó ngay bây giờ để em hiểu, dù thế nào, anh làm điều là vì em. Tuy nhiên trước đó, Châu đi chưa bao giờ nói chuyện hay có liên hệ gì với người đàn ông này. Cô thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của anh ta. Đôi mắt đầy ám ảnh của một bệnh nhân Erotomania được vẽ lại vào năm 1843, bác sĩ tâm thần người Pháp Catan Catien Jacques Rambon, người đã đặt thuật ngữ cho căn bệnh này, cũng gặp không ít các bệnh nhân bị hội chứng Erotomania. Trong đó có một cô gái mà ông gặp vào năm 1971, dù không có biểu hiện quá cực đoan, thế nhưng cô bị ảo giác và hoang tưởng rất nặng về mối quan hệ của mình và một chàng trai cùng lớp.
Nữ bệnh nhân liên tục nói về cậu bạn cùng lớp của mình khi được hỏi, và chắc chắn anh ta sẽ trở thành chồng mình dù hai người chưa từng bắt chuyện. Ngoài ra, cô gái còn khẳng định rằng anh ta luôn cảm thấy rất đau khổ và trống rỗng nếu không được gặp cô. Cô còn cho rằng chiếc bằng lái xe màu tím của chàng trai trùng với màu cô yêu thích và đó là minh chứng của tình yêu. Một thời gian sau khi mắc bệnh, cô nàng có những biểu hiện hoang tưởng rõ rệt khi tin rằng người bạn trai chưa từng bắt chuyện này đến gặp cô hàng đêm. Cả hai đã kết hôn và có con nhưng con của hai người đã bị bắt cóc. Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ Let's Blog Ads, Oi.